Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chắc hẳn là một số bạn thì cũng đã đọc ở phía dưới để biết rằng là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Và chủ đề hôm nay mình sẽ nói tới đó chính là những điều mà người Việt Nam nghĩ rằng là ở Nhật có, thế nhưng mà thực tế lại là không. Ở Việt Nam thì mình cũng có nói chuyện với rất là nhiều bạn về Nhật Bản này, và các bạn thì cứ nghĩ rằng là ở Nhật thì sẽ có cái này, sẽ có cái kia. Thế nhưng đối với một người mà có cái khoảng thời gian ở Nhật lâu năm như mình ấy, thì mình nhận ra rằng là không phải tất cả những cái điều gì mà các bạn ấy nghĩ rằng là ở Nhật có thì ở Nhật cũng có thật. Và điều đầu tiên đó chính là ở Nhật thì không có những cái tiệm gội đầu thông thường. Ở Việt Nam thì mình có thấy rằng là có rất là nhiều những cái tiệm làm tóc này, tiệm làm tóc to cũng nhiều, và cả những cái tiệm mà làm tóc nhỏ của những cái hộ gia đình tự mở ra cũng khá là nhiều nữa. Và mỗi lần mình về Việt Nam thì cái việc đầu tiên mình rất là thích đó chính là được đi gội đầu ngoài hàng. Đối với những bạn ở Việt Nam thì cái việc mà các bạn đi ra bên ngoài gội đầu ấy là một cái việc cực kỳ đơn giản, tại vì ở đâu cũng có cái chỗ gội đầu, và thậm chí là với cái giá rất là rẻ. Nếu như các bạn không sử dụng dầu quá xịn hoặc là chỉ gội ở những cái quán rất là bình dân thông thường thôi, thì mỗi lần gội đầu thì mình nhớ không nhầm là tầm khoảng 20.000, 25.000, 30.000. Còn đối với những chỗ cao cấp hơn này, sử dụng những cái dầu xịn hơn này, hoặc đi kèm theo một số những cái dịch vụ khác như là massage cổ vai gáy ý, thì sẽ có cái giá cao hơn là khoảng 50.000 đến 100.000. Và dịch vụ gội đầu ở Việt Nam thì đối với cái số tiền không phải là quá lớn cho một lần gội đầu ý, thì hầu như ai cũng có thể đi gội đầu được. Thậm chí là mẹ mình này, dì mình này và bác của mình này thì hầu như họ không gội đầu ở nhà, mà thường là ra hàng gội. Và cái dịch vụ tưởng chừng như rất là đơn giản và cũng rất là phổ biến ở Việt Nam như vậy thì bên Nhật lại không có. Hoặc là nếu có đi chăng nữa ấy, thì cũng là cái dịch vụ gội đầu đấy nằm trong một cái gói dịch vụ nào đó. Ví dụ như là trong cái dịch vụ là nhuộm tóc hoặc là làm xoăn ý, thì sẽ có gọi là cái bước gội đầu nữa. Thế nhưng cái bước gội đầu này chỉ là cái bước thêm mà thôi, chứ không phải là cái bước chính ở trong cái dịch vụ. Và nếu như có cái dịch vụ gội đầu đi chăng nữa ấy, thì người Nhật cũng không có mấy người đi ra ngoài hàng để mà gội đầu. Tất cả mọi người đều tự gội ở nhà này, và thậm chí là họ còn không nghĩ rằng là có cái dịch vụ gội đầu như vậy. Ví dụ như là bạn của mình thì mình có dẫn bạn ý về Việt Nam chơi này, và những cái lần như vậy thì mình có đưa bạn ý ra ngoài hàng gội đầu. Và cái lần mà mình đưa bạn ý đi gội đầu ấy thì cũng là lần đầu tiên trong cả cuộc đời hai mươi mấy năm của bạn ý được đi ra bên ngoài hàng để gội đầu. Và sau cái lần gội đầu đấy thì bạn ý cũng có về và nói chuyện với mình rằng là rất là thích cái cảm giác mà được người khác massage ra đầu cho này, được người khác gội đầu cho ấy. Đến khi bạn ấy quay lại Nhật rồi thì mình có hỏi bạn ấy rằng là lần tới nếu mà về Việt Nam thì bạn ấy muốn đi đâu ấy, thì câu trả lời của bạn ấy đó chính là muốn được đi gội đầu. Và mình cũng không hiểu tại sao rằng là ở bên Nhật dịch vụ nào người ta cũng có, thế nhưng mà riêng cái dịch vụ gội đầu như ở Việt Nam ấy thì lại không có. Điều thứ hai mà người Việt Nam nghĩ rằng là người Nhật sẽ có, thế nhưng thực tế lại là không, đó chính là giấc ngủ trưa. Ở Nhật thì mình có thấy rằng là họ không có cái thói quen ngủ trưa như là ở Việt Nam. Người Việt Nam thì từ bé đã có cái thói quen ngủ trưa rồi. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì mình có thói quen ngủ trưa từ thời tiểu học đến tận cấp 3. Thời tiểu học thì mình có ngủ trưa ở trên lớp cùng với các bạn này. Cấp 2 thì nhà mình gần trường nên là thi thoảng thì học xong thì mình có tạt về nhà ăn cơm và có ngủ trưa tầm khoảng 10 đến 15 phút rồi mình lại dậy đi học. Còn ở cấp 3 thì mình có học một ngôi trường gọi là không được gần nhà cho lắm, thế nhưng mà cũng có cái giấc ngủ trưa. Mọi người thì sẽ ăn cơm trưa xong và sẽ lên một cái phòng riêng chỉ để ngủ trưa. Một số trường nếu như họ không có cái phòng ngủ trưa riêng chẳng hạn thì họ sẽ có một cái bàn thiết kế riêng cho cái việc ngủ trưa. Ví dụ như là một cái bàn mà ở phía trên nó có cái mặt bàn này, còn ở phía gọi là phía trước ý, lại có một cái tấm phản nữa. Và khi mà mình ngủ trưa thì mình chỉ cần lật cái tấm phản lên, mình kê sang một cái bàn khác thì nó sẽ thành một cái dãy dài như thế này để cho các bạn lên trên đấy có thể ngủ trưa được. Và cái thói quen ngủ trưa đấy kéo dài cho đến tận lúc mình học đại học thì sang bên này rồi không còn cái thói quen ngủ trưa nữa. Thế nhưng mà cái thời gian đầu khi mình mới đi học ý thực sự rất là vất vả, tại vì mình đã có cái thói quen ngủ trưa rồi. Nên là cái thời gian đầu ý thì những bạn du học sinh từ Việt Nam sang như bọn mình ý thì thường có thói quen là sẽ vào một cái phòng học nào đấy rồi sẽ tắt hết đèn đi và sẽ trải cái áo ở phía dưới rồi nằm ở dưới đất. Mặc dù gọi là nằm ở dưới đất thôi, thế nhưng thực tế là phòng học của trường mình ý, thì phòng nào cũng có lót cái thảm ý. Và cái thảm đấy thì được vệ sinh khá là thường xuyên. Khi mà mình nói chuyện với các bạn Nhật ý, là người Việt Nam có thói quen ngủ trưa như vậy, thì các bạn ấy rất là kiểu bất ngờ ấy. Tại sao lại ngủ trưa? Và các bạn ấy thì rất là ghen tị với những bạn học sinh Việt Nam, tại vì có cái khoảng thời gian nghỉ trưa đủ dài để mà có thể ngủ trưa được như vậy. Mình thì không có đi làm ở Việt Nam, thế nhưng mình cũng có một số bạn bè này và một số người thân trong gia đình thì cũng đang đi làm tại công ty, nên là họ cũng biết về cái văn hóa công sở. Thì họ cũng có bảo rằng là một số công ty thì có cái khoảng thời gian nghỉ trưa khá là dài, đủ cho nhân viên có thể là chợp mắt một chút. Và thậm chí là một số công ty thì đến cái giờ nghỉ trưa ấy thì họ cũng gọi là tắt hết đèn ở bên trong phòng đi để cho mọi người có thể là ngủ trưa được. Đối với người Việt
Việt Nam thì cái việc mà có những cái giấc ngủ trưa tầm khoảng 5, 10, 15 phút như vậy thì sẽ là một cái cách mà giúp cho mọi người gọi là reset lại trí não, giúp cho họ có thêm năng lượng để cho một buổi chiều làm việc. Thế nhưng đối với người Nhật và đặc biệt là những người làm dân văn phòng ấy thì họ không có cái khái niệm ngủ trưa, hoặc là nhiều khi thì một số người Nhật thì người ta còn tận dụng cái thời gian nghỉ trưa để làm nốt công việc còn dang dở này, hoặc là đi uống cà phê, chứ họ không có dành thời gian để mà ngủ trưa. Điều tiếp theo mọi người Việt Nam nghĩ rằng là ở Nhật có, thế nhưng thực tế lại là không ý, đó chính là người giúp việc. Ngày xưa thì ở bên Nhật rất là nổi cái bộ phim tên là Oshin. Thì cái phim Oshin này không phải là để ám chỉ cái người giúp việc, họ lấy chính cái tên của nữ nhân vật chính trong cái bộ phim đấy để làm cái tên tựa đề của phim ý. Nên là rất là nhiều người lầm tưởng rằng là Oshin là cái tên gọi của người giúp việc tại Nhật. Thế nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Và đối với người Nhật thì cái việc mà có người giúp việc trong một gia đình nào đấy thì phải là một cái gia đình mình gọi là cỡ triệu phú hoặc là tỷ phú hoặc là rất là giàu có thì họ mới thuê người giúp việc về. Bởi vì đối với cái tháng lương thông thường của người Nhật ở bên này ý, thì họ không có dư giả để mà có thể chi trả thêm cho cái dịch vụ người giúp việc. Ở Việt Nam thì cái việc mà thuê người giúp việc về để gọi là dọn dẹp này, chăm sóc này, nấu nướng này thì không phải là một cái điều mà chỉ có những cái người mà quá là giàu thì họ mới có thể làm được, mà cả những cái hộ gia đình gọi là thu nhập gọi là khá giả một chút thôi, hoặc là một số người mà người ta không có cái thu nhập quá là tốt ấy, thì họ cũng sẽ thuê người giúp việc theo giờ để mà chăm sóc con cái, dọn dẹp gia đình nếu như họ là một người quá bận rộn và không có cái thời gian để mà làm những việc như vậy. Và rất là nhiều người ở Việt Nam xem cái phim Oshin như vậy thì họ nghĩ rằng là ở bên Nhật này thì cái việc mà có người giúp việc là một cái việc rất là bình thường. Thế nhưng điều đấy thì hoàn toàn là sai, và chỉ có những cái người mà thuộc dạng kiểu tầng lớp rất là cao cấp, cực kỳ là quý tộc, cực kỳ là giàu có thì họ mới có thể chi trả được cho người giúp việc. Nên là nhiều khi thì người Nhật người ta quá là bận rộn với những cái công việc của họ, và nhiều khi thì đến cái thời gian mà họ chăm sóc bản thân này, dọn dẹp nhà cửa này, nấu nướng này, họ còn không có ấy, thì nói gì đến cái việc mà lấy thêm một người nữa về và sinh thêm con cái. Và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho ở bên Nhật đang có cái mức gọi là tỷ lệ sinh đáng báo động. Điều tiếp theo mà người Nhật không có đó chính là những cái quán xá vỉa hè. Một số nước như là Việt Nam này, Trung Quốc này, Thái Lan này, Đài Loan này thì có rất là nhiều những cái quán xá vỉa hè. Thế nhưng ở bên Nhật thì lại không có những cái quán như vậy. Và nếu như các bạn muốn đi ăn ở bên Nhật ý, thì các bạn sẽ phải gọi là nào nhỉ? Vào bên trong những cái cửa hàng hẳn hoi tử tế, gọi là có mái che để mà ăn, chứ không có những cái cửa hàng mà ngồi ngoài trời như ở Việt Nam. Có thể là đối với một số bạn Việt Nam thì nghĩ rằng là cái việc mà ăn những cái quán xá vỉa hè như vậy thì sẽ gọi là không được vệ sinh lắm này, hoặc là sẽ gây mất mỹ quan này. Thế nhưng ở bên Nhật ý, thì các bạn ấy nghĩ rằng là ở Việt Nam mình có những cái quán như vậy cực kỳ là độc đáo này. Không biết là các bạn khác thì sẽ như thế nào. Thế nhưng mà đối với mình thì mình rất là thích cái cách mà ăn uống vỉa hè như vậy. Và đối với cảm nhận của mình thì mình có thấy rằng là những cái quán xá vỉa hè như vậy thì nó, thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó còn ngon hơn cả những cái quán ở bên trong những cái nhà hàng sang trọng. Và nhiều khi thì mình cảm giác rằng là họ có những cái bí quyết riêng mà những người mà làm trong những cái nhà hàng sang trọng họ không có được những cái bí quyết như vậy, và gọi là hơi bị gia truyền một chút ý. Nên là ăn những cái quán vỉa hè thì mình cảm giác là nó có cái hương vị rất là riêng của từng quán một. Và khi mà mình đã thấy món vỉa hè nào ngon rồi thì mình sẽ chỉ muốn ăn cái món đấy tại cái nơi đấy thôi, chứ mình không có muốn đi ăn ở những cái nơi khác. Còn khi mà mình ăn ở những cái nhà hàng sang trọng ý, thì nó thật là cái vị giác của mình thì không được tốt lắm. Nên là mình thấy rằng là ở đâu cũng giống nhau ấy. Ở đâu cũng giống nhau ấy. Nhật thì nổi tiếng với cái việc mà luôn luôn giữ cái đường phố sạch sẽ này, họ không có cái thói quen là xả rác bừa bãi này, và rất ít khi mà mọi người có thể nhìn thấy rác ở trên đường ấy. Thì đối với người Việt Nam thì họ nghĩ rằng là chắc hẳn là ở bên Nhật phải có rất là nhiều những cái gọi là thùng rác công cộng để mọi người có thể là bỏ rác ở bên trong đấy, để mà đường phố của họ thì luôn luôn giữ trong cái trạng thái sạch sẽ nhất có thể. Thế nhưng thực tế là ở bên Nhật không có quá là nhiều những cái thùng rác công cộng, hay thậm chí là hầu như không có những cái thùng rác công cộng đấy bên ngoài. Và sự thực là khi mà người ta không đặt những cái thùng rác công cộng như vậy thì mọi người sẽ không có vứt rác ở bên trong những cái thùng rác đấy, và nếu như có một cái thùng rác ở đấy thì mọi người sẽ có thói quen là bỏ rác vào, và kết quả là cái thùng rác đấy dần dần theo năm tháng thì nó sẽ không còn được sạch sẽ nữa, tại vì có rất là nhiều những cái loại rác mà người ta sẽ cho vào bên trong, đúng không? Thế nhưng ở bên Nhật khi mà họ không có để cái thùng rác như vậy nữa ấy, thì bắt đầu là mọi người có cái thói quen đó chính là cầm rác mang về nhà. Và khi mà họ có cái thói quen mang rác về nhà như vậy thì lúc nào đường phố nó cũng sẽ sạch sẽ. Thế nhưng ngược lại ở Việt Nam thì mình thấy rằng là vì có quá là nhiều những cái thùng rác như vậy nên là mọi người thường là hay bỏ vào những cái thùng rác như thế. Thế nhưng mà nhiều khi có những cái tình trạng mà thùng rác nó bị kiểu ứ lên rồi không có ai dọn ý, xong rồi rác nó dần dần nó rơi ra bên ngoài này, hoặc là một số rác kiểu người ta vứt không đúng chỗ ấy, và kết quả là cái khu vực để rác đấy thì càng ngày nó càng bẩn hơn, càng ngày nó càng kiểu
kinh dị hơn ý. Và điều cuối cùng mình rất là bức xúc, tại vì mình đã đi tìm cái món này rất là lâu rồi, thế nhưng mình không có bắt gặp nhiều ý. Đó chính là ở bên Nhật không có thấy được cái cây lau nhà. Cái cây lau nhà theo ý mình ý, đó chính là cái cây mà ở Việt Nam mọi người có thể thấy là nó có một cái thanh sắt dài như thế này này, xong ở phía dưới nó có một đống bùi nhùi như kiểu là vải, không phải là vải, kiểu dạng sợi ý. Rồi sau đấy thì mọi người sẽ dùng cái cây đấy để lau nhà đúng không? Thế nhưng ở bên Nhật này thì mình cũng có đi tìm cái cây lau nhà như vậy mà lại không có. Và cái dụng cụ mà người Nhật người ta dùng để lau nhà bên này thì là một cái cây mà nó có một cái cán sắt hoặc là một cái cán nhựa như thế này. Xong ở phía dưới nó sẽ có một cái tấm bảng hình chữ nhật. Khi mà mình sử dụng ý, thì mình sẽ mua thêm một cái gói gọi là giấy lau nhà ấy, thì mình sẽ gắn vào bên trong cái tấm bảng chữ nhật như vậy để mà sử dụng cái tấm đấy để mà lau nhà ấy. Và thực sự là mình thời gian đầu ấy không có quen sử dụng cái tấm như vậy, và mình cũng đã đi tìm rất là nhiều nơi để mà tìm được cái nơi mà bán cái rẻ lau nhà như ở Việt Nam, không phải là rẻ lau nhà mà là cái cây lau nhà như ở Việt Nam ấy, mà hoàn toàn là mình không có thấy được cái cây lau nhà đấy được bán bên ngoài. Và mình cũng thấy rằng là người Nhật người ta không có cái thói quen được sử dụng cái cây lau nhà như vậy. Và thực sự là thời gian đầu mình cũng rất là vất vả chỉ để đi tìm cái cây lau nhà nhưng mà không có. Và đến khi mình nói chuyện với ông bà người Nhật của mình ý, thì bà của mình có nói rằng là ở bên Nhật thì hầu như họ sẽ có sử dụng cái sàn gỗ ý, nên là họ không có thói quen sử dụng cái cây lau nhà như ở Việt Nam. Tại vì cái cây lau nhà như ở Việt Nam ý, thì khá là nhiều nước và thường là sử dụng cho những cái căn nhà mà người ta lát cái sàn đá hoa ý. Thế nhưng đối với những nhà mà người ta lát sàn gỗ như ở bên Nhật ý, thì người ta sẽ cố gắng làm sao mà không để cho cái phần nước tiếp xúc trực tiếp với cả cái sàn gỗ quá là nhiều. Nếu như mà sàn gỗ mà tiếp xúc với nước ấy thì nó sẽ kiểu dần dần bị cong lên này, hoặc là bị ngấm, bị ẩm xuống phía dưới ấy. Và kết quả là nó sẽ hỏng cái sàn đấy. Và ok, rất là cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình ngày hôm nay. Vậy là mình đã giới thiệu xong một số những cái điều mà người Việt Nam nghĩ rằng là ở Nhật có nhưng thực tế lại là không. Và đừng quên rằng là hàng tuần mình sẽ cố gắng ra video mới, vậy nên là hãy ấn nút chuông nhé để khi mình ra video mới các bạn sẽ có thông báo đầu tiên. Và nếu như các bạn muốn theo dõi mình nhiều hơn ở trên các social media thì hãy follow mình ở trên Instagram và cả ở trên Facebook nữa. Và rất là cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.